chỉ cần 15 giờ, cả nền văn minh công nghệ của loài người có thể biến mất. Không Internet, không điện thoại, không ngân hàng, không GPS, không đèn sáng. Mọi thứ mà bạn đang dùng để sống, làm việc, liên lạc, bốc hơi trong nháy mắt. Nghe điên rồ đúng không? Không đâu, đây là một hiểm họa hoàn toàn có thật và nó đến từ chính mặt trời. Chào mừng bạn đến với Tò Mò Chưa, nơi chúng tôi lật mở những bí ẩn lớn nhất của thế giới. Nếu bạn yêu thích khám phá sự thật và không ngại đối diện với những điều rùng mình, hãy ấn đăng ký ngay bây giờ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Bạn có thể đang đọc dòng chữ này nhờ vào Internet, điện thoại và hệ thống điện toàn cầu. Nhưng hãy tưởng tượng một buổi sáng, bạn thức dậy và tất cả im lìm. Không wifi, không điện thoại, không đèn sáng, không GPS. Máy bay bị đình chỉ bay, ngân hàng đóng cửa, bệnh viện chỉ còn vài giờ dự trữ năng lượng. Và cả thế giới chìm vào hỗn loạn. Nguyên nhân, một vụ bùng phát năng lượng khổng lồ từ mặt trời, thứ mà các nhà khoa học gọi là siêu bão mặt trời. Mặt trời không chỉ tỏa sáng, nó là một quả cầu plasma khổng lồ với các vụ phun trào năng lượng khủng khiếp gọi là CME, phun trào vành nhật hoa. Khi một CME đủ lớn xảy ra và hướng thẳng về trái đất, nó phóng hàng tỷ tấn vật chất tích điện vào không gian, kèm theo sóng bức xạ mạnh mẽ. Khi lượng hạt này đập vào từ quyển trái đất, nó có thể gây ra hiện tượng cực quang noạn mục hoặc phá hủy hàng loạt công nghệ. Lịch sử từng ghi nhận một sự kiện như vậy, sự kiện Carrington năm 1859. Khi ấy, một vụ bùng phát mặt trời cực mạnh khiến cực quang sáng rực khắp bầu trời, ngay cả ở những vùng nhiệt đới như Cuba, Hawaii. Hệ thống điện báo thời đó bị chập cháy, dây điện tóe lửa. Một số trạm điện báo vẫn hoạt động, ngay cả khi đã ngắt nguồn điện vì dòng điện cảm ứng từ bão tử quá mạnh. Hãy thử đặt sự kiện Carrington vào thế kỷ 21. Khi đó, thế giới chưa có Internet, chưa có hàng ngàn vệ tinh, chưa có hệ thống điện phụ thuộc sâu vào công nghệ. Nếu một sự kiện tương tự hoặc mạnh hơn xảy ra hôm nay, các nhà khoa học cảnh báo hệ thống điện toàn cầu có thể sập trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Tại sao lại nghiêm trọng như vậy? Bão mặt trời mạnh có thể làm cháy cuộn dây máy biến áp. Các dòng điện cảm ứng khổng lồ chạy qua mạng lưới điện có thể phá hủy trạm biến áp và thay thế chúng không phải chuyện ngày một ngày hai, có thể mất hàng tháng, thậm chí hàng năm. Làm gián đoạn vệ tinh, tín hiệu GPS, liên lạc viễn thông, truyền hình vệ tinh sẽ mất hoàn toàn. Các vệ tinh thậm chí có thể bị nướng chín bởi bức xạ. Xóa sổ Internet quốc tế, các tuyến cáp quang biển, xương sống của Internet toàn cầu, có các bộ khuếch đại điện tử dễ bị hỏng bởi bão tử. Mất chúng, các quốc gia sẽ bị cô lập kỹ thuật số. Gây nguy hiểm cho phi hành gia và hàng không. Đối với ISS hoặc các chuyến bay qua vùng cực, bức xạ mặt trời cực mạnh có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng. Nhiều người sẽ nói, chắc gì nó đã xảy ra, nhưng vấn đề là nó đã từng xảy ra và chúng ta không thể ngăn chặn. Ngoài Carrington, một sự kiện gần hơn là năm 1989 khi một cơn bão tử trung bình đã khiến toàn bộ lưới điện ở Quebec, Canada sụp đổ chỉ trong 90 giây, làm hàng triệu người mất điện trong 9 giờ. Đó chỉ là bản demo của thảm họa lớn hơn. NASA và nhiều cơ quan vũ trụ hiện nay liên tục giám sát mặt trời. Chúng ta có thể dự báo vài chục phút đến vài giờ trước khi bão mặt trời đến. Nhưng điều này không đủ thời gian để tắt hoàn toàn và bảo vệ tất cả hệ thống điện toàn cầu. Hơn nữa, một số CME có tốc độ khủng khiếp, lên tới 3.000 km/giây, có nghĩa là nó có thể đập vào trái đất chỉ sau khoảng 15 giờ kể từ lúc bùng phát. Hãy tưởng tượng kịch bản tồi tệ nhất, một vụ bùng phát cực mạnh xảy ra, các hệ thống điện quốc gia tắt ngóm, nước máy ngừng chảy vì máy bơm không hoạt động, ATM trở thành hộp kim loại vô dụng trong vài ngày, không email, không ngân hàng online, không định vị bản đồ, không gọi cấp cứu được. Xã hội hiện đại sẽ bị kéo lùi hàng trăm năm chỉ sau một đêm. Nhiều báo cáo của Viện Hạc Lam Sa học Mỹ đã cảnh báo hậu quả kinh tế của một sự kiện như vậy có thể vượt qua bất kỳ thảm họa thiên tai nào khác, lên tới hàng nghìn tỷ đô la và phục hồi có thể mất hơn một thập kỷ. Vậy chúng ta có thể làm gì? Bảo vệ hạ tầng điện, cải tiến máy biến áp để chống dòng cảm ứng tử, lập kế hoạch dự phòng Internet, dùng nhiều tuyến cáp độc lập và vệ tinh dự phòng, hệ thống cảnh báo sớm, tăng thời gian dự báo từ vài giờ đến vài ngày, chuẩn bị cá nhân, dự trữ nước, thực phẩm, đèn pin, nguồn điện dự phòng. Khoa học hiện tại chưa thể ngăn chặn bão mặt trời, nhưng nhận thức và chuẩn bị có thể giảm thiểu thiệt hại. Vấn đề là thời gian không đứng về phía chúng ta. Một ngày nào đó, khi điện thoại bạn mất sóng và trời đêm sáng rực bởi những dải cực quang, đó có thể là khoảnh khắc bạn nhận ra bão mặt trời đã đến. Và khi ấy, câu hỏi không còn là nó có xảy ra không, mà là chúng ta đã sẵn sàng chưa? Khi bạn thấy cực quang sáng rực bầu trời đêm ở nơi vốn chưa từng có,
đó có thể là khoảnh khắc cuối cùng mà bạn thấy thế giới như hiện tại. Bão mặt trời sẽ không báo trước lâu đâu. Nếu bạn muốn biết rõ hơn những bằng chứng, những lời cảnh báo từ giới khoa học và kế hoạch sống sót trong viễn cảnh này, hãy ấn đăng ký và xem trọn video dài của Tò Mò Chưa, nơi chúng ta giải mã từng mảnh ghép của hiểm họa đến từ mặt trời.